Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Vân Hồ. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị báo cáo viên tháng 7. Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 5.6. Hội nông dân huyện bàn giao nhà máy ấm hội nông dân tại xã Sơn Nha. Cùng một số tin tức khác đáng chú ý. Cuối chương trình, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình Vân Hồ có cuộc trao đổi nhanh với bác sĩ Lường Duy Phú, trưởng phòng y tế huyện về các biện pháp triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế trong nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 7, huyện ủy Vân Hồ đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7. Dự hội nghị có đồng chí Lường Văn Huân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Vì Văn Thúy, trưởng ban dân vận và các báo cáo viên cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo nhanh kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, đại hội đã kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2013-2015, đồng thời thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 2 gồm 39 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghe tình hình thời sự trong nước, khu vực và trên thế giới, diễn biến trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương 6 tháng đầu năm 2015. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình phát triển cây cao su tại xã Xuân Nha. Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7, Ban tuyên giáo huyện ủy yêu cầu các đồng chí báo cáo viên cấp ủy huyện cần tập trung tuyên truyền kết quả của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết của đại hội đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Tiếp tục tuyên truyền về công tác chuẩn bị, dự thảo văn kiện, đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tuyên truyền hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu, kết quả các phong trào thi đua yêu nước, v.v. Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên cấp ủy huyện đã có nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc xây dựng, tu sửa trường lớp học, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trước khi bước vào năm học mới 2015-2016, giải quyết hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình nằm dưới cốt ngập vùng lòng hồ Thủy Điện Trung Sơn phải di rời đến nơi ở mới, xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống, cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đồng chí báo cáo viên cấp ủy huyện để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ngày 17 tháng 7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với huyện Vân Hồ tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 5.6 cho 49 học viên. Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Lường Văn Huân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo lớp học cùng các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy. Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 5.6 được khai giảng từ ngày 12 tháng 5 năm 2014. Sau hơn một năm học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận Mác Lênin, kinh tế chính trị Mác Lênin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoa học hành chính, đường lối quan điểm của Đảng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, tình hình nhiệm vụ địa phương. Kết thúc lớp học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hành chính, trong đó có 6 học viên đạt loại giỏi, 33 học viên đạt loại khá và 10 học viên xếp loại trung bình. Trường Chính trị tỉnh đã tiến hành trao bằng tốt nghiệp cho 49 học viên lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 5.6 Vân Hồ. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo lớp học đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng chí mong muốn các học viên cần vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học được vào thực tiễn công tác phù hợp với từng vị trí việc làm, đồng thời không ngừng học tập rèn luyện phẩm chất chính trị của người cán bộ đảng viên, gương mẫu đi đầu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Vân Hồ sớm thoát khỏi tình trạng huyện nghèo trong những năm tới. Nhân dịp này, Trường Chính trị tỉnh Sơn La đã tặng giấy khen cho 5 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Ngày 21 tháng 7, Hội Nông dân huyện Vân Hồ tổ chức bàn giao ngôi nhà, máy ấm hội nông dân cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Mùi Văn Mây ở bản Nà Hiểng, xã Xuân Nha.
Dự lễ bàn giao có đồng chí Nguyễn Duy Lương, Phó Bí thư Huyện ủy. Ngôi nhà sàn được xây dựng với diện tích sử dụng 40m², làm bằng gỗ, mái lợp pro xi măng, với tổng kinh phí xây dựng trên 50 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân huyện hỗ trợ 25 triệu đồng từ nguồn quỹ xóa nhà rột nát do Hội Nông dân huyện phát động. Hội Nông dân xã Xuân Nha ủng hộ 500.000 đồng cùng 50 ngày công lao động của nhân dân bản Nà Hiền. Số tiền còn lại là vốn tự có của gia đình. Được biết, ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu tháng 4 năm 2015. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành và được Hội Nông dân huyện bàn giao cho gia đình sử dụng. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Lương động viên gia đình khắc phục khó khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng chí cũng đánh giá cao việc làm đầy ý nghĩa của cán bộ hội viên Hội Nông dân huyện Vân Hồ và khẳng định đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cuộc sống ổn định. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ về công tác dân vận cho 70 học viên là cán bộ làm công tác dân vận các xã. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Vì Văn Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học. Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 học viên là cán bộ làm công tác dân vận các xã. Lớp bồi dưỡng bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 và kết thúc vào ngày 24 tháng 7 năm 2015 với 8 chuyên đề. Trong đó có 3 chuyên đề lý luận chung là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Và 5 chuyên đề riêng về công tác dân vận, gồm nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới, công tác dân vận của chính quyền nhà nước, công tác dân vận đối với đồng bào theo đạo, xây dựng và thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở củng cố thêm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận để hoàn thành tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, tin tưởng và thực hiện theo những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ sở ổn định về chính trị, trong sạch, vững mạnh. 6 tháng đầu năm 2015, huyện Vân Hồ đã triển khai công tác lập trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính trị huyện. Các dự án trọng điểm của huyện được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Bên cạnh việc xây dựng đề án, huyện cũng quan tâm đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm. Đã hoàn thành bước lập dự án đối với 8 trong tổng số 10 công trình, trong đó 2 dự án đã được phê duyệt, đó là trụ sở huyện ủy và trụ sở hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời cấp chứng chỉ quy hoạch và bàn giao đất cho 12 cơ quan đơn vị ngành dọc tại khu trung tâm hành chính trị huyện. Trong đó, công trình trụ sở làm việc và trạm phát lại truyền thanh truyền hình huyện đã hoàn thành và được đơn vị đầu tư tạm thời bàn giao cho đài đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2015. Công trình trụ sở phòng giáo dục đào tạo huyện đang được thi công với quy mô nhà 2 tầng, gồm 14 phòng làm việc, tổng nguồn vốn đầu tư 4,6 tỷ đồng. Dự kiến đến trung tuần tháng 9, công trình sẽ đưa vào sử dụng chào mừng năm học mới 2015-2016. Đối với công trình doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, mới được khởi công đầu tháng 6 vừa qua với tổng nguồn vốn đầu tư là 39 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Ngoài việc huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, huyện cũng chú trọng công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn theo đúng quy định. Trong 3 năm, nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện là 385 tỷ đồng với hơn 232 dự án. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.950 tỷ đồng bằng 150% nghị quyết đề ra. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ đại hội đảng các cấp. Vào hồi 6 giờ 20 phút ngày 14 tháng 7, tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ xác lập chuyên án, phối hợp với Tổ 5 Phương án 279 và Công an huyện Mộc Châu, phòng PC67 Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án 815C, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Ngô Văn Cường, sinh năm 1979, trú tại làng Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Lực lượng công an đã lập biên bản, thu giữ 14 túi ni lông màu xanh, bên trong có chứa tổng số 2.763 viên ma túy tổng hợp, 600.000 đồng tiền Việt Nam
một điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Ngô Văn Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vân Hồ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh mở rộng chuyên án và làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Ngô Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thông qua việc triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế sẽ phần nào khắc phục được những hạn chế và bất cập, từ đó tạo cơ chế pháp lý đảm bảo quyền lợi cho người dân thông qua việc triển khai. Và việc triển khai bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế lần này nó sẽ quan tâm nhiều đến quyền lợi và lợi ích của người dân, và nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Và ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với trưởng phòng y tế và báo là bác sĩ Lường Duy Phú ạ. Vâng, trước hết xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, là như chúng tôi được biết thì luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, và để triển khai áp dụng những luật đến với những điều luật đến với bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện một cách thiết thực và có hiệu quả. Và trong thời gian tới thì phòng y tế huyện phối hợp với các phòng ban đơn vị có những biện pháp tuyên truyền phổ biến đến nhân dân như thế nào ạ? Để triển khai và áp dụng những điều luật đến với bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện một cách thiết thực và hiệu quả, thì phòng y tế đã tham mưu cho ủy ban nhân huyện tổ chức triển khai hội nghị luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Và trong thời gian tới thì phòng y tế sẽ phối hợp với phòng lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội huyện và một số đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bằng các hình thức tuyên truyền bằng miệng và trực tiếp và lồng ghép với các cuộc sinh hoạt của bản tiểu khu, gắn với vai trò của cán bộ y tế xã, y tế bản tiểu khu và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Và chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo sát sao việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền cần phải bám sát thực tiễn, nắm bắt được dư luận, quan trọng là phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai chính sách bảo hiểm y tế để thông qua đó. Vâng, thưa bác sĩ, có quyền theo pháp tuyên truyền của chúng phù hợp. Tôi thì hiện nay việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân ở một số địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn người dân sử dụng thẻ như thế nào cho đúng và giúp người dân hiểu được quyền lợi của mình khi tham gia và khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế gần nhất. Và việc xây dựng một đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền hướng dẫn bà con tại các xã, bản và tiểu khu, theo bác sĩ thì điều đó cần thiết không ạ? Vì huyện Vân Hồ là một huyện mới thành lập, giao thông đi lại rất là khó khăn, trình độ dân trí lại không đồng đều, cán bộ thực hiện công tác chính sách xã hội còn phải kiêm nhiệm nhiều việc, trình độ năng lực còn nhiều hạn chế. Cán bộ làm công tác thương binh xã hội xã chưa dành thì nhiều thời gian để rà soát đối chiếu các đối tượng. Mặt khác, chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ còn nhiều khó khăn bất cập, chính vì điều đó dẫn tới việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân ở một số địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn. Để mọi người dân được hưởng chế độ từ bảo hiểm y tế thì việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên là rất cần thiết. Điều đó sẽ giúp cho bà con nhân dân hiểu và biết được cách sử dụng bảo hiểm y tế khi bị ốm đau bệnh tật và biết được những quyền lợi của mình được hưởng khi tham gia khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Qua đó mà sẽ tạo nên bình đẳng trong xã hội và cân bằng việc chăm sóc sức khỏe giữa các vùng dân cư với nhau. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ về những trao đổi vừa rồi ạ. Quý vị và các bạn vừa được theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình Vân Hồ với bác sĩ Lường Duy Phú, trưởng phòng y tế huyện, về các biện pháp triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế trong nhân dân. Đến đây chúng tôi cũng xin khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Vân Hồ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.